Này cô bắt cá luôn. Cô hôm nay nhiêu tuổi cô? Nay 62, 63. 63 tuổi bắt cá luôn. Cô bà con gì cô? Ủa vậy đó hả? Vậy đó hả bà nội? Dạ dạ. Nãy con thấy đừng nó. Dạ. Cà phê hôm nay ít cái gì à bác? Dạ, vậy đó ha. Vậy bà nước bà nấm xiết có chút bỉnh trong con. Trong con rồi, trong con có trong con, còn lại đường nước ngoài sông. Ờ, đường nước ngoài sông nó đâu có vô được đâu. Ờ, ngoài sông không có. Đi dắt ốc kìa. Khoảng chưa được 2 tháng, bữa nay mới 2 tháng mấy ngày á. Bà có lớn quá đó. Ừ. Dắt ốc Trang bà nội ơi, dắt tôi cơ nấu cơm Trang. Cà phê nè bà bác ơi, nó đi hơi mẻ một chút vậy chứ nó cũng có ăn được mà mẹ gì hai ba ngày hết bồi rồi bà ơi. Ừ. Nước lỉnh lỏi không á, nó qua thì nó mới có bồi chứ nước không chạy này á. Ừ. Lỗi nó kiếm lượng đi bà. Bắt cá miền Tây vui là chính nha cả nhà. Con ngồi dành lộn với bà. Cái lóc hay vậy? Đi luôn rồi. Dành lộn luôn. Đi rồi, đi xuống dưới rồi, đó, đi tìm rồi đó. Để coi bắt được cá phi nào không. 6 mấy tuổi mà bắt cá rồi, tới dưới cây này, dưới rồi. Tới dưới cây hay về. Hả? Nó về tới dưới cây đó về. Thấy như là tới cây dưới đó rồi. Dạ. Đi khỏi cua quẹo mới bắt được. Đây nè, bác. Đó, xuống cái đó gì đó. Bác 63 tuổi bắt cá rất là hay nha các bạn ơi. Vậy đó hả? Hằng ngày mình đúng lá bán gì không hả bác? Có làm gì nữa không bác? À. Lọc xú là mình lọc cho công ty hả? Ô đó đó đó, quay đầu rồi đó. Ồ cá bự đó. Hay quá vậy ta. Quá hay. Nãy đầu đó đó. Hay trời. Nắng thấy đâu đây vậy nè. Đó. Hay trời, hớp người cà phê còn băng trời. Của tại đua tỏi chưa thấy pha bắt cá của bác đâu. Quá hay kìa dưới này. Đó, dưới này còn con nè. Đó 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 đó. Đó 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 bác. Vô vô. Vô vô. Quá hay quá ơi. Siêu thiệt trời. Nên lên đây coi nè, học hỏi nè. Trời ơi trời. Ở tép này các bạn ơi. Tép nhóc luôn. Hốt tép về nấu cháo dinh dưỡng nè anh. Nhóc luôn. Quơ tay đụng có lòng tâm với tép nhóc. Trời ơi bắt bằng tay một dính nhóc.
có nhiều tôm luôn vậy? Tôm con màu hết trơn. Ờ, cái luôn này có tôm. Hay ha. Sam bà tới bắt cá vậy là quá hay. Quá. Wow. Kệ để cho bác bắt kìa. Để cho bác. Qua đây vậy nè, phải không? Hay là cá trong đó. Đụng rồi. Chính này vậy. Thấy chưa của tôi. Ghê chưa. Cá phi thì cũng khó bắt lắm nha nha. Ba con á. Bắt cỡ đó chưa thấy gì nữa. Còn con hay gì á. Chảy cá rô lên đại lên đi. Đè xuống nhét đầu. Anh nên chặn nó kìa anh nên. Cho nó có lên đó không? Lên tới trên kìa. Tỏi lụa xuống của tỏi. Anh chảnh tiếp của tỏi kìa anh nên. Kìa bác. Trên cái cây. Kìa 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 trước mặt kìa. Chết mày, chết mày. Chết mày. Hay quá ba ơi. Quá siêu. Trời, quá siêu thật chứ. Có này vậy. Ồ, của tỏi cũng lên được con nữa các bạn ơi. Nó qua đó kia luôn. Thật ăn cá luôn nha. Anh đập giữa mé đó. Đập giữa mé đây. Đập đạp thế đây. Mình khi nước cũng dai bà con. Chà. Quá dữ rồi. Cô tới. Móc hai luôn rồi. Dữ thiệt, trời trời coi trắng nó bay không nổi luôn cơ. Bự á, coi đó bự đó, kìa kìa đạp, đạp rồi. Có rồi. Cá rô kìa bác, cá rô cái sao kìa. Dũng nước cái sao. Dạ dạ. Lắp kìa, cá lắp kìa. Xuống đó kìa, chặn đầu ở bên cái càng ngã kia. Đây cái tỏi và còn ở đây nè, dưới sầm này nè. Bên kia kìa, cá tới kìa, khoảng không ta cộm cộm giống nói vậy. Anh nhìn nó lội xuống một cái này bác, lội lội xuống đây nè, của tỏi lội xuống nè, nó còn đâu đây nè. Bên đây cá lóc nhiều nè. Dạ yeah. Giữa hay ta chưa đi đâu đâu, mình giọng đây nè. Dạ. Thấy cá rô.
này, miền Tây ai cũng giỏi chứ ngay các bạn à, nhất là những cái phần như bắt cá này nè, ai cũng giỏi bắt cá, vò cua, bắt ốc. Trời ơi, trời, hồi xưa ở đó, ở đây lịch dữ lắm. Mà bây giờ biết sao không, đánh dân thích cá quá rồi. Dạ. Bác bao nhiêu người con bác? 6 đứa. Dạ. Thằng mới chỉ chở hả? Dạ, ở riêng hết trơn hả? Trời ơi, con tôm kìa. Trời trời. Bá. Trời. Hết biết rồi. Tôm cũng lâu luôn các bạn ơi. Nè nhìn nhìn con nè. Nhìn coi củ tỏi vô củ tỏi. Hả? Trời. Củ tỏi, cái bạn. Đưa cái bề ngang con tôm ra. Quá trời. Cũng lâu nè. Hết biết. Trời con tôm càng hết biết. Tôm càng khổng lồ các bạn ơi. Con này gần 300 gram á. 300 gram á, bung ngang đây, có tỏi cầm càng bung ngang đây, cầm càng hai càng ra, quá trời giới lắm, đưa ra trước á, khủng, wow các bạn ơi, hơi khủng, quá khủng, phi nhóc luôn, ừ lấy cái đó chặn nữa, này nó có cái vợ cái bắt phim lắm, ô học được chưa kìa, à. Lòn nó tiêu, cà phê gì vậy? Trời, tưởng nó học được chiêu gì. Yếu. Có phi, có phi. Đó, thấy gì không? Thấy gì không anh em? Đó, anh em đó. Kính gì vậy? Rồi bà tới sau lưng con nên có con kìa anh em. Hả? Sau lưng. Con này khác quá. Rồi khác khác. Rồi, rồi. Con mắt ở tới đường rồi kìa, dính luôn bác. Dính không? Dính nè, dính nè, hay quá. Siêu thiệt. Dạ. Tôm. Bắt luôn á. Bắt luôn phải không? Dạ, bắt luôn. Có tôm luôn nè. Nãy bác dính con tôm hết bự luôn, có 300 gram á. Dạ, con bự kìa, đi cầm đi. Củ tỏi đem vô rồi. Quá trời. Làm nhiều ruộng không à, bác? Ồ, vậy mà một 20 công một vụ vậy mình trả bao nhiêu tiền? Một miếng thì là bốn miếng này là một miếng một năm là 4,5 triệu, cứng ra 4 triệu. Là 3,5 công. Dạ. Mà điều cái miếng này là nó trồng 5 năm nè. Dạ. Trồng 5 năm. Còn mấy miếng kia thì năm nào trồng năm đấy, còn cái miếng này mình mờ bên đó là mình trả lại cho chủ đó rồi. Cái này 3 tháng là mình thu hoạch tôm cá lần. Cuối vụ á. Ốc đinh. Ừ, ốc đinh thế này nè. Ốc đinh mình hình như là bán cho cua giống ăn phải không? Ừ, thì nó vô đây nó mua nè. Bây giờ nó căng ký 2,8 rồi mà. Giữ vậy đó hả? Nếu mình có thì mình kéo từ mương trên ruộng bị ấy không đâu có kéo được đâu. Dạ. Mấy cái dùng vuông nuôi mà ở Bạc Liêu á. Ừ. Ốc đinh này dữ lắm luôn. Ừ. Mà ốc bự luôn á, bự hơn ốc này nữa. Hồi lúc trước ở dưới đó người ta cho luôn á. Mà kéo một lần biết bao nhiêu ký mà nói. Này, cuộc sống miền Tây rất là kham khổ các bạn ơi. Mò cua bắt cá mới giỏi như thế này. Hy vọng bà con mình cũng được mùa được giá để cải thiện cái cuộc sống. Không biết nữa. Cá lóc hả? Cá lóc các bạn. Chuối rồi đó hả? Chín rồi. Dạ. Dạ. Chín nè. Lóc các bạn ơi.
đâu ai cá lóc. Và chỗ chúng ta hầm luôn rồi. Tắt hầm luôn. Cái Dũng nhỏ xíu mà cá dữ ha. Chay. Sao đít của tỏi gà, lấy cái đít gà đè xuống của tỏi. Bắt cá bằng đít. Sao đít nè. Rồi xuống đứng lên rồi mới lòng thòng nhấp ra chân. Lấy cho một cá qua ta. Thấy không? Rồi xong. Ừ. Trời ơi trời. Đít củi tỏi em sao còn cái. Nhịn cá hết gà luôn. Có đâu. Trời trời trời, bắt cá mà không có sình là người ta mới cười. Nó dốc á. Bắt cá mà không có sình là thua luôn ạ. Ôi củi tỏi thật trơn không có sình trời. Sạch ban luôn không có. Hình có cái đít không à. Hy vọng cả nhà mình sẽ clip vui vẻ nha cả nhà ơi. Tôm bự không có. Ừ, tôm bự không à. Này tôm nhất không à. Cái lóc đâu đó vậy? Để bắt 8 gà. Cái sao này gì nè. Nó sao rồi? Lóc. Trời ơi vô áo. Chết. Lóc ngu như bò. Ở đâu rồi cho nó lùi ra chạy. Chứ không kìa. Quá cá các bạn ơi. Nè đã luôn, nè bắt tám bắt đã luôn. Lấy bác xử người đấy. Trời ơi. Quá hay luôn. Có bển cá phi chất lượng mình đang giữ lá. Cũng vậy quá ơi. Bển hả? Dạ. Mà hổm quay bên nhà anh Kiểm nè, cá cũng quá trời luôn. Là hết rồi đó. Dạ. Nãy giờ bác không đúng nửa bao à. Khúc. Dạ. Đây, nãy giờ bác cũng được một bao rồi các bạn ơi. À, quá êm. Cảm ơn bác ơi. Đi kéo ốc đồ. Hết mùa lá đi kéo ốc hả? Dạ. Đi kéo ốc kéo ốc. Thôi để ăn đi bác ơi. Rồi dần sương nó mắc mà bằng lúa này rồi bây giờ kéo lá đốt cũng gần thiên nè. Dạ. Cảm ơn bác ơi. Hy vọng cả nhà mình xem clip bắt cá của bác đây, nói chung là 63 tuổi mà bắt cá rất là hay nha cả nhà. Rồi chúc bác nhiều sức khỏe luôn nha, để bắt cá rồi. À, chào cả nhà nha, vừa qua cả nhà thấy mà nội vợ của mà em Khánh bắt cá rất là hay các bạn ơi. Hy vọng cả nhà mình xem clip vui là chính nha, nhớ để lại một like và chia sẻ để ủng hộ nha.